Xin chào các bác. 10 giờ rưỡi đêm rồi. Tôi vừa mới từ Hà Nội về đến quê các bác ạ. Vì mấy hôm nay rất là bận, không có video gì cả các bác. Làm mái miếc với lại hôm nay về quê có việc ấy. Thì sáng mai đi sớm, có cái cuộc liên hoan với mấy anh em thì đi sớm. Cho nên là mai có mấy cây ở nhà thì không quay được, thì đêm hôm lọ mọ phải quay các bác ơi. Các bác nhìn thấy không? Có mấy quả ổi bây giờ. Chắc cái còn vài quả nữa. Nó quanh quẩn đâu đây. Đấy, ổi được ăn rồi nhá. Cây đây bonsai nhỏ nhỏ này nhá. Tối các bác nhìn hơi khó. Thế còn là cây cây du này. Nhìn tưởng cháy không phải các bác, nó là lộc đỏ của nó. Đỏ chót, tích. Chứng tỏ là có lộc đây, đỏ chót này. Đỏ nhìn như cháy các bác, nhưng mà nó là lộc đỏ đó. Cây du nhá các bác nhá. Tối lắm các bác. Đấy, cái ổi. Cái ổi nó tùm rồi. Cây này này. Cây này cắt nó cũng đã lên rồi. Nếu mà dậy sớm được thì quay các bác xem, còn không thì lại phải để một lần lần tới về quê thì quay thôi. Đấy. Cỏ rác tùm rồi. Đấy, bao nhiêu lần thay lá. Có con sên này. Đấy. Các bác nhìn thấy nó thay lá, thay ra này, biết là nó phát triển tốt này. Bóc là ra liên tục. Đấy. Đấy. Đẹp lắm. Đẹp các bác. Thế thì đây cây chắc. Cây chắc. Cây chắc tốt lá nó cứ như bùi mỡ thôi. Đấy. Anh Sóc à, gọi anh Sóc à. Thì chính thức là quay cái khoe cái này các bác. Nó rất là đẹp nhưng mà lại tiếc là nó buổi tối, nó không được sáng cho lắm. Thì cái si nó là cái si trắng các bác nhá. Tức là nó không phải là si nó búp hồng, nhưng mà cái lá nó các bác nhìn bóng mỡ và tròn như si đồng tiền của Đài Loan ấy các bác. Như cái si đồng tiền Đài Loan, dăm đẹp già tít. Hôm mà tôi quay ở dưới cái vườn đấy thì tôi múc ấy. Cái này múc căng tiền ấy. Con trở đi đây, con trở về đây. Đó. Đây, lá rất đẹp. Lá rất đẹp. Chờ tí nhá, chờ tí nhá. Đi ba ba mình. Rất đẹp các bác nhá. Hôm vừa rồi nó còn trơ răm bởi vì chủ cũ người ta rút ấy, chứ tôi không phải tôi rút. Cứ răm ấy. Thì bây giờ nó đã thế này rồi. Xem như này các bác nhìn này. Một cây nó gọi là cũng hoàn thiện rồi. Tổng thể rất là ổn. Về cốt cán đẹp. Cái thứ hai là cây rất già, lá tận chi răng. Và cái thứ ba là nó hoàn thiện, lá rất là nhỏ, rất mỡ, răng rất đẹp, rất bay. Một cây rất là nghệ thuật, cũng thuộc chỉ cây tầm trung nhỏ. Đấy, tầm trung nhỏ. Thì có thời gian nó sẽ chỉnh sửa lại cái bệ này một chút và một số cái điểm, cũng như cắt bớt một số cái bông nó không cần thiết. Ví dụ như bông này sẽ tính bỏ cái bông này đi, thì cái đuôi nó hơi dài. Thì có dịp ban ngày ấy, quay thì nó rõ hơn. Nó hơi bị cháy một chút ở đây, không sao cả. Thì sẽ sau sẽ lọc cái này và bôi cái keo tốt thì là được. À chà, đi dép à? Đi dép đẹp chết. Đấy. Đấy, nhìn lên nhỉ. Đấy, nó đây. Hôm các bác xem cái video là tôi có quay cái này ở ngoài cái nhà vườn người ta đây. Đấy. Chú nhìn thấy gì không? Chú. Đúng rồi, cây của chú. Thấy chưa? Xem chú không? Đây, mặt này nó rất là đẹp. Mặt này vệ dính này, để dính này. Cái này phải hai người kiêng nặng đó nha. Vì nó ôm cái hòn đá ở trong này. Đá san hô á, này các bác nhìn này. Nhìn thấy rõ cái những hoa san hô này. Nó ăn trộn hòn đá này, cho nên là khá là nặng. Khá là nặng. Trên cái chậu này đó là chậu xi măng này nó nặng. Các bác ạ. Đó, thì một cây nó cao tầm 60 nên cái ngọn này. Đấy, chứ phần cốt này thì nó chỉ tầm đây các bác, phần này này. Nó chỉ tầm 30 thôi. Từ dưới này lên, dưới mặt chậu lên nó chỉ tầm 30. Đấy các bác nhìn. Rất béo, rất bự.
Đéo, xin phép tôi để cái tay vào đây cho các bác biết nó to bằng nào nhé. Đấy. Phải không? Đấy, răm thì dòng si thì các bác chăm cẩn thận thì nó đỡ bị bỏ răm, chứ nếu không rút là nó hay bị bỏ răm. Nhưng mà dày này thì lúc lọc cái nó lại khỏe thôi, không không đáng ngại. Đây các bác nhìn cái đường chạy nào, từ phần bệ dưới lên nhé. Đây như này cho dễ. Nếu các bác nào chưa xem cái video mà hôm tôi quay thì xem lại nhé, nó ban ngày và cái lúc nó rút răm rồi thì nhìn nó dễ. Đây các bác nhìn dưới lên nhé, nhìn cái đường chạy ở thân, đường chạy ở thân nó như này nhỉ. Nhìn thế này thì nó lắc lên đây. Đây, cái chi phóng ở đuôi đây, chi phóng ở đuôi đây. Đây là một cái chi bông này, chi phông này. Còn cái đường chạy ngọn đây. À, chạy ngọn đây. Đấy. Chạy lên đây. Nó chạy lên đến đây. Đấy. Nó nhìn này. Chạy lên đến đây. Và lên đây làm cái quả. Quả phúc đầy ở trên này. Thì các bác nhìn là rất là già, cực kỳ già luôn. Từ tay cành ra đến đây. Răm cũng rất là già, các bác nhìn sơ bộ một cái răm này, nó già lắm, đấy, già mốc thân nữa, rất đẹp các bác, mặt nạ cũng đẹp, từ trên xuống này các bác. Đây này các bác, nhìn lá nó tròn, nó giống cái si đồng tiền của Đài Loan ấy, là cái cây vừa nhập ở Đài Loan, rất là đẹp đấy, sốt xình xịch cái diễn đàn cây cảnh Việt Nam. Nên là cái xây đồng tiền nhập từ Đài Loan thì cái lá rất là giống, lá rất đẹp, rất giống. Chi trắng nó cũng vài loại các bác. Chi trắng là để phân biệt là nó nõn, nó không hồng, nhưng chứ không phải là chi trắng nó xấu đâu các bác nhé. Đấy, cây nào đẹp là chơi hết. Cây này rất nhiều tiền các bác nhé. Đấy. Đấy. Nhìn thấy nó già, quá tươi. Đây. Đây. Đứa nào đang học điều khiển rồi. Chạy nó đây các bác nhé. Đứa nào điều khiển nước. Bệ người khuôn cuộn. Đấy, đây là cái cây. Cây si cứ tạm gọi là cây si đồng tiền đi. Cây si trắng nhiều loại. À, nó đẹp này là lá nó tròn như cái đồng xu, đồng tiền xu ấy thì gọi là si đồng tiền. Đó. Giống thôi chứ không phải là dòng si đồng tiền nữa. Lá rất đẹp. Lá nhỏ đẹp, tròn. Mất cái quả, mất cái quả. Đấy. Đấy, cây mà tôi mua tôi khá là tâm đắc cái cây này. Thế thì cần phải thay chậu và làm lại cái độ nó sạch sạch một tí là ngon ngay. Đây, tôi đứng trên cao tôi quay xuống các bác nhìn cái tán này. Ok. Mấy cây ở quê các bác. Phi làm. Phi làm khá đẹp. Đấy, tốt u này. Hôm nay cắt đi. Phi làm. Phi làm đẹp. Giờ đi chân anh ấy nhá. Dương, cái chân anh đi. Là anh kiểu mặc ra đằng sau luôn nhá. Mặc ra đằng sau luôn. Cây chanh các bác ạ, nhiều quả vô cùng. Trước làm cái mái này đi, mái này. Cái nhà nga mấy cái khung tôn này, thợ người ta nóng người ta vặt hết này, cuống kia chơ cuống vặt hết này. Thợ người ta vặt hết, cấm làm sao được, kháo nước mà pha nước uống này. Quả này rất là mỡ này. Đấy, cây chanh hôm tôi mua về tôi quay đó, tôi đang trồng đây, nhiều quả lắm. Đấy, khắp nơi có quả như sao này. Đấy các bác ạ, nhìn thấy chưa. Đây cây sung này thì rậm rạp quá, không nhìn thấy nổi đâu các bạn, rậm rạp lắm, rất đẹp, cây này rất đẹp, cây sung này rất đẹp, rằm nó kín luôn này. Mùa này nó phát triển vô cùng mạnh, chỉ các bác không thể nhìn thấy thân nữa được.
dày chi chít. Rồi, còn cái cây sung này thì nhiều quả lắm. Rước về nhiều quả lắm. Nó trong đâu đấy trong này. Nhiều quả lắm, trước tôi về nhiều quả. Ok. Làm nhảm tí phiền các bác nhá. Đấy. Là khoe cái cây, chiếu khoe cây này cây mới. Đó nhá. Nó rất là đẹp và giá trị các bác nhá. Cảm ơn các bác.